Ok, what's up? Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ cùng review cho các bạn xem một con. Đây là có hình con sói. Ở trên có ba cái đầu sói, hay còn gọi là ba con sói đấy. Thì mình cũng chưa biết ở trong này có cái gì để mình mở ra cho các bạn xem nhé. Nó chỉ có một màu đen ở bên ngoài thôi. Đây, bóc zin nó luôn. Mình thích nhất là mấy ngàn cắt zin như thế này. Wow, ở trong đây là một con chuột và nó sẽ không có được bọc bất cứ thứ gì hết, mà chỉ có ba cái miếng xốp xung quanh để được bảo vệ thôi. Mình lấy con chuột này ra, và đặc biệt là con này nó cũng không có bất kỳ cái thông tin gì ở bên ngoài vỏ chuột hết. Đây nó sẽ hình trong này nó sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn nữa con này. Thì các cái thông tin của con chuột nó sẽ nằm trong cái cuốn sách này đây. Nếu mà bạn nào mà biết tiếng Trung thì có thể lấy ra mình đọc cũng được. Nhưng mà có lẽ thôi, không biết tiếng Trung, bỏ đi. Và đây chính là con chuột của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy đây là con chuột mà mới mở ra, mình cũng rất ấn tượng về cái thiết kế của nó. Nó là khá là màu mè. Ở trên mặt nó sẽ có các cái đường kẻ và cũng như các cái đường chấm liên kết với nhau. Đấy, và logo ba con sói ở ngay đây. Phải đặt tên chuột là chuột ba con sói mới được. Đấy, và nó sẽ đi theo một cái form công thái học chuẩn của tất cả các con chuột mà hầu như các con chuột bây giờ nó đều sử dụng. Đó là cái form công thái học dành cho người thuận tay phải, thì khi mình cầm vào thì nó rất là vừa tay. Và con này nó có cái chiều dài cũng khá là dài, cho nên là khi mình cầm vào thì cái phần đế tay của mình nó cũng sẽ được ôm vào như thế này, rất là thoải mái. Tay mình nó cũng sẽ được kiểu vừa palm và vừa có claw. Đấy, thì nó sẽ dễ cầm hơn. Ngoài ra thì con chuột này nó có các cái nút của nó hầu hết là được làm bằng màu bạc bóng lên, nhìn như là kim loại nhưng thực ra nó chỉ là nhựa thôi. Đấy, con lăn nó cũng là màu bạc luôn, rất là ấn tượng, kết hợp với màu đen. Thế này nhìn chung rất là nam tính. Ở hai bên cạnh của con chuột chúng ta sẽ có một lớp nhựa và sẽ được làm nhám để bám tay hơn, khi mà cầm sẽ không có bị trơn tuột, rất là chắc chắn, cầm không hề có cảm giác nó là ọp ẹp hay là bị trơn. Đấy. Ngoài ra thì cái này đặc biệt của con chuột này đó là cái fit chuột của nó, cái đế của nó sẽ là một cái lớp kim loại khá là dày, một cái tấm kim loại dày luôn, bao hết cả cái đế của con chuột. Ở dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy có cái tên của con chuột đây, Phantom LF RGB với số hiệu là G600F. Con chuột này nó còn có một số các cái ký tự ở trên này nữa, ví dụ như là con chip mắt đọc là 4000 dpi này, và một số cái thông tin kỹ thuật khác. Có logo của thằng ba con sói cũng lại cái công tắc. Cái công tắc này thì là cái để bật tắt đèn nha các bạn. Đấy, mình có thể gạt xuống để tắt đèn hoặc là bật lên. Cái này mình cũng đã thử rồi. Hình như nó có tất cả là ba nấc, mình cũng chưa biết là ba nấc này có cái tác dụng gì. Tí nữa mình sẽ cắm thử xem sao. Về cái switch của con này, khi mình bấm thì có cảm giác khá là nhẹ, cộng thêm với lại có lực bấm nảy nên bấm cũng khá sướng các bạn. Con lăn thì con lăn của con này thuộc dạng là con lăn nặng chứ không phải là nhẹ như những con kia, và có cái do nó làm các cái vân này cho nên khi mình lăn thì nó sẽ bám tay hơn, lăn rất là sướng. Các nút phụ và nút DPI chỉnh led này mình bấm đều rất là nảy, tiếng cũng khá to, bấm rất là sướng tay. Về cái thiết kế của con chuột này thì mình chỉ thấy có những cái điểm đặc biệt nổi bật như vậy thôi. Ngoài ra thì cái con này nó còn có một cái dải led bằng cái nhựa trong suốt ở đây, nó sẽ chạy vòng hết tất cả các cái fit chuột như thế này. Thì đây mình sẽ bật led lên cho các bạn xem. Một con này nó đặc biệt đấy nữa là cái chỗ mà kết nối với lại con chuột thì nó sẽ được bọc thép lại luôn, thì cái này sẽ yên tâm là sẽ không bao giờ bị đứt dây, cũng như là cái phần dây của con chuột này cũng được làm bằng bọc dù hết, rất là chắc chắn, và có kèm theo cả cái cục chống nhiễu và đầu USB. Cục chống nhiễu này thì sẽ giúp cho tín hiệu nó sẽ ổn định hơn và sẽ có cường độ tín hiệu tốt hơn.
Cái điểm đặc biệt của con chuột này nữa đó chính là cái đèn LED RGB của nó có rất là nhiều chế độ. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn thử khi tắt đèn luôn nhé. Rồi, đây chính là em nó sau khi mà mình đã tắt đèn. Các bạn có thể thấy một cái dải đèn rất là sáng nằm ở dưới phía chuột như thế này. Nó có tất cả là tới 5 chế độ dành cho con LED này. Thì cái chế độ mà mình thích nhất đó chính là cái chế độ chạy LED như thế này. Nó sẽ chạy hết một lượt rồi sau đó đổi màu. Đó. Và đặc biệt là cái logo của nó thì nó sẽ tự động sáng 7 màu chứ không theo cái đèn LED ở dưới phít. Cho nên chúng ta sẽ có vừa sáng ở dưới phít mà vừa có logo thay đổi màu luôn. À, logo thì nó sẽ tự động lần lượt thay đổi tất cả các màu. Đấy. Thì con này có cái chế độ LED. À, mình có thể điều chỉnh trực tiếp ở trên nút luôn. Là mình ấn nút này để mình đổi chế độ LED. Đây là chế độ LED mà mình bấm nút nào bên nào nó sẽ sáng nút bên đấy. Ví dụ như mình bấm bên trái thì nó sẽ chạy LED bên trái. Và nút bên phải nó sẽ chạy LED bên phải. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ không? Cực kỳ độc đáo luôn. Hay đặc biệt dành cho các bạn nào mà thích chơi đêm mà dùng cho CSGO thì cực kỳ bá đạo rồi. Còn chế độ này là chế độ mà nó sẽ tự động đổi tất cả 7 màu. Nhưng mà nó sẽ đổi ngẫu nhiên. Nó sẽ đổi ngẫu nhiên ở dưới feed này, sẽ chạy lần lượt 7 màu. Còn đây là chế độ mà chạy lần lượt từ trên xuống dưới rồi lại chạy ngược lại cả hai bên luôn. Chế độ này cũng rất là đẹp, chế độ này là chế độ giống như printing nhưng mà nó sẽ đổi lần lượt các màu, thay đổi dần. Đó, chế độ này cũng vậy. Rồi chúng ta đã quay lại cái chế độ ban đầu, rồi chạy LED, rồi sau đó đổi màu. Nhìn rất là ấn tượng. Khi các bạn để trên bàn thì chỉ cần để con chuột này không thôi là các bạn đã thấy được cái sự màu mè của nó. Rất dã man. Và đặc biệt là con này có hỗ trợ chip Avago, một con chip mắt đọc khá là tốt với độ nhạy lên tới 4000 dpi và cái độ bền của con switch này là lên tới 20 triệu lượt nhấn. Với cái tầm giá như này thì rất khó mà có con chuột nào có thể đọ lại được với đối thủ với con này nữa. Và ngoài ra thì con này nó có hai màu, đó là màu xám bạc như thế này và màu đen. Cá nhân mình thì mình thấy màu xám bạc nhìn ấn tượng hơn. Và con này nó còn có thêm phần mềm hỗ trợ nữa. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mềm cho các bạn coi. Phần mềm này hỗ trợ cho con chuột này dùng để macro, tức là điều chỉnh ghi lại cái hành trình của con chuột, cũng như là mình có thể điều khiển LED ở trên con này luôn, tùy chỉnh các nút nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn về cái phần mềm nhé. Rồi, và trên màn hình đây chính là cái phần mềm để tùy chỉnh con chuột này. Thì phần mềm này nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Nếu như mà các bạn nào mới cài thì nó sẽ ra bản tiếng Trung Quốc, thì các bạn vào phần cài đặt đây. Rồi chọn cái dòng dưới cùng này, nó sẽ có cái chữ English ở phía dưới này, thì mình nhấp vào cái dòng phía dưới để đổi sang tiếng Anh hoàn toàn. Đó, thì cái này nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần custom đây là dùng để mình tùy chỉnh các cái nút điều khiển của con này. Nó có tới tất cả là 10 nút ở đây. Đó. Thì mình có thể điều khiển, ví dụ mình muốn cho nút bấm chuột trái này thay vì là một nút thông thường thì mình sẽ đổi nó thành là keyboard. Thì keyboard này mình sẽ ấn là gồm có phím, thay vào nó mình ấn phím R chẳng hạn. Đó. Còn nếu thích thì mình có thể macro nó, tức là mình sẽ thay vào cái này bằng một cái nút này sẽ khởi động một cái macro. Khởi động macro thì nó ở trong cái phần đó là phần macro đây, thì mình có thể là mình làm tạo một cái file macro mới, mình nhấn cộng vào. Đấy, tạo một cái file macro. Cái macro này chính là mình sẽ ghi lại cái hành trình của con chuột. Mình chẳng hạn như mình muốn nó là nhấp một lần 10 nút giống như để dành cho riêng cho chơi Minecraft á, đỡ phải nhấp nhiều lần, thì mình dùng cái này mình macro lại. Rất là dễ.
Ngoài ra thì con này nó sẽ có phần performance, tức là chỉnh cái mức DPI mình đang sử dụng. Ở đây mình sẽ chẳng hạn như mình ở mức 1 thì mình có thể chỉnh nó tối thiểu là 250 DPI và tối đa sẽ là 4000. Ở đây nó có rất là nhiều mức. Thì nó sẽ có tất cả là 1 2 3 4 5 mức mặc định, thì mình có thể tùy chỉnh mỗi mức như thế này. Đó. Tùy mình. Hoặc là dưới đây chúng ta sẽ có cái số tần số quét của con chuột này. Thì con chuột này hỗ trợ tần số quét cho tới tối đa là 1000 Hz, tức là trong một giây nó sẽ quét tới 1000 lần. Như vậy thì độ nhạy của nó sẽ rất là cao, nhưng tuy nhiên nó sẽ tốn tài nguyên của máy rất là nhiều. Nhưng mà với lại các cái cấu hình PC hiện nay thì chắc cái đó không thành vấn đề rồi. Và cái phần được yêu thích nhất chính là phần Live Effect này. Phần này thì mình có thể chỉnh trực tiếp bằng nút trên chuột. Ở trên cái phần mềm này nó chỉ có hỗ trợ thêm đó là nhanh và chậm thôi, chứ còn thực ra thì nó sẽ không có gì đặc biệt. Thì nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như Key Aurora là chế độ ấn phím nào sáng phím đấy. Đó, ấn phím trái là thì nó sáng bên trái, hoặc bên phải nó sáng bên phải. Hồi nãy mình đã thử rồi. Và các cái chế độ khác thì còn nếu mà có phần mềm thì nó sẽ chỉnh được cái tốc độ của con này thôi. Sau khi chỉnh thì mình có thể ấn apply để nó nạp vào con chuột. Đó, khi nào apply thành công nó sẽ có màu xanh như thế này. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là phần statistics. Thì cái phần này chính là cái phần mà đo được cái thông số của con chuột này đã sử dụng bao nhiêu lần. Ví dụ như là phím trái mình đã nhấp bao nhiêu lần, phím phải bao nhiêu lần, phím giữa bao nhiêu lần. Thì nó sẽ có hiện ở đây hết luôn. Ví dụ mình thử ấn một cái thì nó sẽ nhảy lên một lần. Đấy, các bạn có thể thấy. Đó, rất là dễ. Còn cái phần macro này thì các bạn đã biết rồi. À, và cái phần mềm điều chỉnh của con chuột này thì nó không có gì đặc biệt nhiều, nhưng cũng đủ để điều khiển được cái con chuột này rất là thoải mái rồi. Ngoài ra còn nó còn có thể thay đổi được giao diện nữa. Ví dụ như mình thích giao diện gỗ như thế này. Đó, giao diện của thằng chim trong LOL nữa. Ừ. Nói chung mà để giao diện thì tốt nhất là mình nên để giao diện đơn giản thôi cho nó dễ nhìn. Như thế này chẳng hạn. Đó. Thì về con chuột này với giá chỉ có khoảng tầm hơn 400 ngàn mà chúng ta đã có sở hữu được các cái tính năng cực kỳ bá đạo, với lại cái switch của nó, cái hiệu năng của nó khá là cao, thì có lẽ là cái con này cũng là được dạng bá đạo trong tầm giá rồi. Nếu các bạn muốn mua thì mình có thể để link ở phía bên dưới cho các bạn nhé vào mua. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye.